Rana xin chào mọi người. Từ vựng ngày hôm nay là accommodation. Từ vựng này nằm tại phần 3 và mọi người thấy có s ở cuối thì đây là số nhiều thôi ha. Từ tiếng Anh để giải thích nghĩa là special assistance. Chúng ta sẽ vào luôn phần từ vựng để học phát âm. Từ đầu tiên nghĩa là sự cung cấp hỗ trợ. A, a cong lưỡi. Car, car, mở tion sờ công lưỡi nha. Accommodation, accommodation. Từ tiếp theo nghĩa là đặc biệt, đây là tính từ special, special. Từ sau cùng nghĩa là sự hỗ trợ A -si assistance, assistance, assistance. Rồi vậy thì accommodation nghĩa tiếng Việt là sự cung cấp hỗ trợ, nghĩa tiếng Anh là special assistance, tức là sự hỗ trợ đặc biệt. Mọi người cùng luyện nghe. Thông thường người ta sẽ nói âm z của từ does qua âm a uh, luôn. Does, does. What does accommodation mean? It means special assistance. Đọc nhanh hơn. What does accommodation mean? It means special assistance. Mọi người tập trung nghe lại. What does accommodation mean? It means special assistance. Bây giờ chúng ta sẽ liền nói. It means special assistance. It means special assistance. Mọi người luyện nói lại khi không có phiên âm ha. It means special assistance. It means special assistance. Thực hành nha mọi người, Rana sẽ hỏi và mọi người trả lời. Are you requesting an accommodation because of your disability? So what does accommodation mean? Thì phần thực hành ngày hôm nay chúng ta có hai câu hỏi mọi người nghe được hai câu không? Và câu đầu tiên mọi người sẽ thấy trên màn hình. Chúng ta có từ mới như là request, có nghĩa là yêu cầu câu hỏi muốn hỏi là bạn có yêu cầu một sự hỗ trợ đặc biệt bởi vì sự khuyết tật của bạn hay không? Are you requesting an accommodation because of your disability? Because of nghĩa là bởi vì. Và bạn sẽ trả lời là No, I am not. Nếu như bạn không có. Yes, I am. Nếu như bạn có. Và yeah, Yes I Am chỉ trả lời dành cho những người mà có bị khuyết tật và có sự hỗ trợ đặc biệt thôi ha. Còn câu hỏi thứ hai là So what does accommodation mean? Người phỏng vấn muốn chắc chắn là bạn hiểu nghĩa của từ accommodation nghĩa là gì nên họ hỏi như vậy. Và bạn trả lời như là bài học đã được học. It means special assistance. Bài học đã xong, bây giờ mời mọi người cùng qua phần ôn bài nhé. Flashcard hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ. Và hãy điền vào chỗ trống. Mọi người xem lại với đáp án. Ông bài cũ nha mọi người, đầu tiên hãy sắp xếp đúng thứ tự nghĩa của từ naturalization. sau cùng hãy chọn bên trái hay bên phải là đúng mọi người xem đáp án nha